kính chào bà con quay trở lại với kênh YouTube Nông nghiệp Ba Tốt chúng con. Hiện tại Mai đang đứng tại vườn tại xã Phước Tân, Phú Riềng, Bình Phước của một doanh nghiệp Phúc Lộc Thọ. Thì ở vườn này thì có cả ri và thái. Đang trong cái thời gian là chuẩn bị thu trái, ri là đang trong thời gian thu trái và thu lai rai. Còn thái là nằm trong khoảng trên 1 kg. Mọi người hãy cùng Mai tham quan vườn Nhật Hùng 34 nha. Đây là một cái cây điển hình cho việc là để sầu riêng tán lùn. Thì ở dưới là mọi người, ở đây là vườn người ta sẽ để những cái cành phía thấp xuống dưới để luôn không cắt, rồi sau đó cắt lên một chút là sẽ để một tầng trên cùng. Cứ thế cắt. Thì mặc dù lúc mà cây nhỏ thì mọi người sẽ thấy là cái khoảng cách nó rất là gần, nhưng khi cây lớn thì cái khoảng cách giữa các cành để mang trái nó lại xa và vừa đủ để mình mang những cái trái và không bị trái chạm vào thân cành. Thì cứ tính trung bình thì một cây này mình tính là 5 trái thôi. Thì ở đây có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tầm hơn 20 cành. Thì 20 mình nhân nhân 5 là cũng tầm 100 trái một cây. Thì mà cái này là tầm năm thứ 8. Và mỗi trái nó nếu mà đạt tiêu chuẩn thì nằm trong khoảng từ 3,5 kg tới 5 kg. Thì nhân trung bình lên thì cái việc mà để sầu riêng tán lùn như thế này thì rất có lợi cho sau này. Cho nên là việc mà tỉa sầu riêng, làm những cành, để những cành tán phía dưới để trái rất là quan trọng. Nhìn từ bên ngoài vô thì mọi người, thì mình sẽ qua từ bên ngoài vô thì mọi người sẽ thấy là nhìn vô là thật sự là không nhìn thấy trái, nhưng mà khi mọi người đi vô thì cành nào nó cũng chiếu quả cả. Những cái cây sầu riêng tán lùn này là mọi người nhìn ngoài, mọi người hầu như là không thấy trái bởi vì cái bộ lá nó che mất, nhưng mà khi tiến lên phía trong thì trái nó rất là nhiều. Cái thứ hai là mọi người thấy là sầu riêng nhiều khi tới cái mùa trái là người ta không để ý tới lá, tới không để ý tới việc chăm lá nữa. Nhưng mà thực tế để nuôi một trái thì cây sầu riêng ri 6 cần tới 135 lá cho một trái, và cây sầu riêng thái cần 125 lá, khoảng 125 lá để nuôi cho một trái. Cho nên để mình phải quản chắc được cái bộ lá thì mình mới nuôi, mình giữ được những cái trái phía trong và hạn chế cái sự rụng trái sau này. Cái thứ hai là trong cái thời gian nuôi trái này mình phải thực sự quản rất, phải quản thực sự rất là chặt trong việc là dưỡng chặn đọt. Khi mà trái nằm khoảng tầm 0,5 tới 1 kg, nếu đọt đi mặc dù mình đã làm trái tròn rồi, cái khoảng thời gian mà trái bằng quả trứng gà rồi, nhưng mà đến khi mà cái khúc trên 0,5 kg tới 1 kg á, thì cái đọt mà đi mặn một chút xíu là sẽ làm dịch trái và làm dịch meo trái liền. Thì từ cái khúc này mình chỉnh trái nó rất là khó, và hầu như là mình sẽ để vậy thôi chứ không khó có khả năng mà để chỉnh trái lắm. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy đây là trái, còn những cái gai nó bị đỏ đỏ nè là đang bị thiếu kali canxi, thì mình phải bổ sung kali canxi trực tiếp lên trái vào để cho cái gai nó săn hơn. Mới bữa nay mỗi ngày thu bao nhiêu trái chú Độ nhỉ? Nhiều chứ. Bao nhiêu tấn? Cái tấn này nó mới cắt hết. Cây này cũng cắt được chú Độ? Cũng có quả cắt à? Nay bữa mình nhiều đọt nó trái nhiều quá. Bữa nào lên nhìn trái đã quá, bữa nhìn mình ít giờ lên trái to quá. To luôn. Cây okay, nào nhiều trái hơn chú Độ không đó? Cái này còn khoảng 30 trái. 30 trái. Ôi con trái to này. Đấy chưa đâu, lại chưa to ăn thứ gì. Trái này là nếu mà to cũng phải là cái đấy bây giờ có 3 kg rồi. Cái này 19 16. Ôi cái cành nó hơi nhỏ. Nhìn biết mà. Tại đi xịt thuốc chứ, xịt thuốc có chặn đọt thôi. Chặn như thì mình có cả vườn này có bao nhiêu cây là mình biết mà. Nói gì đâu. Đây như cái này cái gì này, à cái tháng này, cái này cái gì này. Dịch thứ 3 này.
À, mấy cái dây xanh đấy mình đánh dấu à, mình hay là mình cột trái. Cột trái cho lên nó phải gãy cành với nhau, nhiều công lắm. Chịu không? Ôi, cháu giờ sang vườn bên kia mới kia ăn. Nhật 4 ạ. Sang vườn bên kia quả là to. Hôm qua các có quả 7 kg. Chú ơi, cái cây thái này có trái nào chín chưa? Thái bên kia có thôi, bên này chưa. Dạ. Yeah. Cây ri mà. Cái cây thái mình đi xuống cây thái coi nó rụng sao. Ri này trái này đẹp quá. Trái này ngon. Sắp rụng mà. Cây này chỉ còn phải đến 40-50 quả đấy chứ. Cái này nó còn nhỏ quá. Nhỏ. Đây. Cây này chắc ăn những ăn được. Giờ đi một vòng chắc không phải được cái chục quả nữa chú đó ha. Đúng là phải không nhập thôi. Trọng quá trời. Thấy không? Chú nhìn quay ngược lên máy đi. Ở cái này một tay chú độ cứu hết. Cái này hôm bữa là cứ chú đồ mọi người cứ bảo cây này bận nặng quá rồi dưỡng năm nay chú đồ kêu để trái đúng chú đồ. Đây cháu ơi, cháu quay cái chỗ này này, thấy nó đặc như kiểu tao nghiệp lâu quá à. Lấy cho ăn bồ được. Ăn bồ trái nữa kìa anh Lương. Không bị kể chứ đi mấy bạn mà chưa có vợ nó thể hiện. Chưa có gấu á. Dễ mua mấy con. Quá giỏi vậy. Để mình tính cái giá hàng ngày tại vườn. Ồ, cái trái này 300.000 đó, 50.000 ký. Nếu mà ra ngoài là cái trái này 90.000 ký, 85-90.000 ký thì cái trái này 6 ký là 500.000. Có đứa nào trên mượn 500.000. Trên mượn 500.000 cắt cái trái này. Nhưng mà thật sự cái trái nó càng to thì vỏ nó càng dày. Cái trái hồi nãy mình cắt đấy, cái trái này mới chuẩn, cái trái hồi nãy cắt mới chuẩn. Cái này cắt vô để trong xin nhà. Chụp không? Dạ, mà như chụp. Rung rung đi. Cầm không? Rung rung từ giờ đấy, từ giờ tới tối nó cũng rụng à. Cầm không? À, nãy ăn sầu riêng á, em ngửi cái mùi sầu riêng của bên bên mình nó thơm á, chứ sầu riêng anh thấy có thơm đâu. Trái nè, anh ngửi sát cho nó thơm mà. Lông ngửi vô thì thơm không? Em nghe mũi. Đang nghe mũi. Trời ơi, mũi. Chắc thơm không? Mũi em sinh ra rồi. Bây giờ mình lay cho nó rụng nên là sầu riêng rụng. Ừ, nó thơm thiệt á. Sắp rụng rồi nè. Cái mũi anh dở lắm á, nhưng mà nó thơm á. Mình lắc nhiều tới chiều nó cũng rụng mà. Cái này chắc chiều, chắc nè, 5 giây rồi mày, 5 giây giật giật. 6 giây nè. Đó. Từ đâu. Cắt luôn. Lông vô bỡ phụ lông nặng lắm á lông. Thơm chín rồi đó. Cắt đi, trái này mình đem về. Dựng né cái tay lông ra. Không sao đâu, cắt được. Thôi thôi, ít thôi để bẻ thế cho biết nó liên tục. Wow. Rồi chụp phát được anh. Bạn đưa cái tay ra nha, bạn đưa cái tay ra. Bẻ cái trái, đưa cái tay ra bẻ cái trái. Cái này mà 50 trái là cái này phải tạo rưỡi. Dạ. Tính vào đồng như vậy là một quả là 3 kg. 50 trái hơn tạo rưỡi chứ. Mình cái tính 40 kg thôi. Thôi mình cứ tính non thôi. Tính non. Tính ít thôi. Rồi thì con nhỏ thôi. Bữa mới phun thuốc nấm thôi mà. Phun anh cho con
rồi phần nấm phấn trắng. Rồi con xí cái cặp này. Đặt cọc cái cặp này. Bên này nè, trái to thôi. Mấy cái lên lên nửa mùa đã được về rồi. Giờ bữa trái 60 kg không? Trái. Trên này một chùm to luôn rồi. Cái này rớt xuống trúng đầu nữa, lúng xuống luôn chứ không phải là méo đầu nữa. Còn chết co đấy. Mình mà cứ vào đây là không phải tại số, chứ không phải tại số đâu nhá. Bởi vì tại xui á. Xui nhá, yeah. Vào đây không mũ không. Ê các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi, sáng nay mình sẽ đi lụm sầu riêng ha. Bây giờ mình sẽ đi vòng vòng kiếm sầu riêng lụm, mình sầu riêng rụng nữa, mình lụm, mình bổ ra, mình ăn tại vườn luôn nha. Bây giờ anh quay phim rồi thôi, hai bạn nữ đi, đi tìm nha. Thì tìm cái gốc sầu riêng chứ tìm ở đâu. Rồi chia nhau tìm đi, kiếm trái, kiếm trái ăn ha. Đây đây bạn chị Siêu Mai là bạn phụ trách cái vườn này. À bạn Mai đâu, bạn nào là bạn Mai, hai bạn giới thiệu đi, giới thiệu vậy. Rồi bạn Mai đâu? Dạ em tên là Mai. Dạ, chào mọi người, em tên là Minh. Cái gì Minh? Dạ Nguyệt Minh. À Nguyệt, dạ. Minh là tối đi lụm sầu riêng, còn Mai lụm buổi sáng ha. Mai ngày mai mới đi lụm. Ở chừng nó rụng méo đầu á. Cái gì nè? Chia nhau tìm đi. Đây trên này có con trái nè, ở đâu lụm vậy? Không, cái đấy là bị rớt. À cái này gió rụng. Gió rụng mà rụng dính. Còn em lụm ở đâu? Dạ, à, trái to vậy? To. Ồ, trái này to ha. À, sầu riêng rụng là nó bám như mấy cái lá này nè mọi người. À. Bóc ra. Còn lạnh lụm được cái nào không lạnh? Mấy bạn kia cũng đi lụm mà biết có không? Ở chùa ngồi đây họ rớt xuống méo đầu á. Cho nên mình nãy mới rụng. Thôi mình kéo nó ra ngoài đi, kéo ra ngoài đi, trái to ha. Rồi, hai đứa giơ lên chụp cho tấm hình này. Hai đứa về lên. Về lên. Trái này mình chắc 5 kg á. Ok. Rồi. Rồi, bóc tách nó ra. Có đem kéo sẵn ăn sầu riêng luôn nè. Đó, mình gõ, biết sao, biết gõ chấm trong 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 gì đó. Tiếng bụp bụp bụp, đó là sầu riêng nó rộng mới chín đó. Làm cái lụm được trái nào không? Không, lụm được cái kéo thôi. Đi đi, có con trái rồi anh. Trái riêng à. Sống nhăn. Trái này sao ăn được? Để em một chút, em kiếm khe đã. Ồ, thơm ha, thơm ha. Long lụm liền trái hả? Mình giá bộ làm rớt chứ sầu riêng chim cành đấy. Đâu, sầu riêng em rụng mà. Dạ, không lại trái nó rụng á anh. Em lụm bên kia qua cái gì? Hay là đi chơi vườn kế bên? Ôi, trẻ này ra đi. Thả ra cho chị. Thơm phức luôn. Trời ơi. Wow, hấp dẫn nha. Ê, dính xịn rồi. Thổi, đừng. Bóc dư. Trời ơi, vệ sinh giúp đi bạn. Mấy đứa không mất vệ sinh đó. Mấy đứa lát cho mình. Không phải là do tay em còn đất á. Muối to hay. Cái chừng á. Cái chừng nó rớt cái muối. Mình ơi, kéo ui, này nè, mình không... này nè. Nguy hiểm quá em, rớt cái mớt cái muối. Rồi giờ. Bật ra. Ôi. Rồi anh còn dụng em đó. Dở lên, phụ gốc. Rồi của ai nó lấy đi. Đó. Rồi. Trời ơi. Trà thủ anh lạnh nó lại là hết rồi. Rồi ăn đi. Rồi, mời mọi người nha. Ồ vàng thật luôn á. Này là chín rụng luôn á, không có biểu diễn nha. Lâu ngồi xuống em. Những ca quay thấy cái quần không à? Ngon không? Ngon. Cái này á, trời mà mưa á, nó dễ có dòi lắm á. Ăn ở chừng cắn bụp rồi dính con dòi liền. Có bị bao giờ chưa? Chưa. Ngon. Ngon quá, biết con dòi. Béo không? Cắn bụp. Béo béo là dính dòi.
trái rồi. Hết sầu riêng rồi anh Lãnh ơi. Qua thu vỏ đi em. Ăn trái mới. Ngon vậy. Ngon quá. Cho muối ăn. Không, cái này mới phun thuốc sâu đừng ăn em. Hạt sầu riêng mang đi nướng ngon lắm. Luộc hơi bị ngon luôn. Lấy cái hạt ương lại đi, 7 năm sau có trái. Cái hạt này cũng không có lép á, ghi sáo này mém lép chứ không phải ghi hàng Thái lép hơn. Lép nè. Nó hơi lép lép. Cơm may mà ăn dơ quá. Nhổ mành nè. Bóc tiếp đi. Cho anh muối đi. Chải cái hột lại nè. Rớt cái muối kia xuống á. Thôi nó rớt xuống á, bóc cho anh đi. Thôi để tự anh bóc đi. Chị... à. Anh bóc cái đầu này. Bóc bên này đi. Lấy này cho. Bắt được chứ. Cái chế này nó cũng chưa được xuất sắc lắm. Ôi, cái này nè. Cái mới ngon á. Cái này hết ngon rồi, cái này nhão rồi. Mưa nhão. Cái này mới ngon nè. Dạ. Yeah. Đứa nào ăn đi. Đấy nhỏ mới ngon. À, anh lớn tuổi nhất anh ăn đi. Mấy đứa ăn mấy câu người ta nói là mình hổn. À. Đó là vừa. Ngon thiệt. Kinh nghiệm ăn lần 5 kg. Đâu, 10 kg. 10 kg hạt, chứ phải là 10 kg quả. Vừa không? Muối này đẹp nè. Để cho mọi người ăn. Cái bây giờ mình xém xùm đi. Nóng quá. Sầu riêng rụng đi, nếu mà lụm trẻ nó bị hư. Anh ăn dơ quá mấy đứa. Vậy cái muối này mình... bây giờ mình xém xùm đi. Không, chứ bây giờ mà mời nhau á thì khách sáo, mà ăn thì hổn. Nhưng mình chơi trắng đen đi, xỉm xùm đi. Thôi em nhường hết á. Em nhường hết. Không, lãm vô xỉm xùm nè. Không, em chọn cái này rồi. Em leo cái này không phải chế rụng. Cái này rụng mà không rụng mà lý do rụng khác. Miếng này là miếng liêm sỉ nè. Không mà cái miếng liêm sỉ này nó bự thiệt á. Em chia đều cho. Chia ăn nó không có sướng. Thôi ăn đi. Dạ, cảm ơn ăn. Em à, ăn nha. Anh Lãnh. Không ăn. Chia đều nè, còn phần của anh nè. Không, ăn luôn đi. Lãnh. Lãnh nó sợ lên đường. Thôi. Ý là bây giờ máu nhiễm mỡ rồi không? Bây giờ lên đường tăng huyết áp nữa. Mày nói tiếng nào? À. Thôi ăn luôn Lãnh. Ừ. Hả? Ngon đúng không? No rồi đó. Này ăn xong mà báo ra báo biết mình đi lộn vườn là chết luôn. Thì lái xe rồi uống nước thôi. Mấy giờ? Anh này thì nếu vô xe thì mở hết kính cho mọi người. Mấy giờ rồi? Bây giờ là 11 giờ 16 phút giờ ăn trưa luôn á. Như là mình chuẩn bị nước suối thôi. Mình không dám ăn. Đủ calo rồi. Mỗi người ăn 2 muối là bằng 2 chén cơm. Bình thường anh ăn tới 6 chén cơm rồi. Mà anh ăn mới có 2 muối. Chả này. Được rồi, phi tan vật chứng này thả xuống hố đi. Vườn sau tưởng mình qua cốc sầu riêng á. Nó thả xuống hố để đi đá chung trình. Ngon thiệt á. Ăn gì mới ngon ha. Đúng không? Để đâu có mất tiền đâu, lụm là ăn thôi.
Rồi mình đi vô, anh chắc anh đi kiếm một trái sầu riêng nó khoảng 7 tuổi, anh cắt một trái, hai trái để làm quà biếu. Tại cái người này thích ăn sầu riêng sượng sực sực đó, chứ không thích ăn sầu riêng chín như mình. Mà do cái người này là chủ nợ của anh nên là bây giờ anh kiếm cái trái anh cắt anh trả nợ. Trái này chắc được rồi nè. Có không? To nhưng mà được không? Quan trọng là nó có đủ độ không? Trái này chắc được. Cái này cái trái này khoảng 7 tuổi rồi, 7 tuổi. Thì mình cắt cái trái này đem về mình để khoảng 5 ngày bắt đầu là nó chuyển qua nó chín và nó hơi sực sực, nó cơm nó khô khô, nó không có nhão nhão. Biết cái trái này là cắt bí quay không? Dạ không. Trái này ở chị Đào Thanh Phong. Năm ngoái chị biếu anh hai trái 15kg, 16kg gì đó. Nhưng mà chị thích ăn sầu riêng sực sực thôi chứ không có thích ăn sầu riêng chín. Mà sầu riêng sực chỉ đi cắt thôi chứ không có sầu riêng rụng là không có được. Mà sầu riêng mua ngoài họ cắt rồi nhúng thuốc không ăn. Nói chung là cũng khó lắm, chỉ có coi video thì cũng chịu ha. Cắt cái này được nè. Em đưa tay vô. Xong anh cắt cho nó rớt xuống. Rồi anh cắt xong nó rớt xuống cái tay. Thôi em cầm lên được rồi. Thật ra cắt là cầm lên nè. Không? Đẹp ha, trái này tròn ha. Trái này chắc cả 3,5kg. Chuẩn. Rồi. Giấu ở đâu? Trái này được á. Anh nghĩ là trái này để 1 tuần là ok luôn. Rồi, mình chào bà con nghe. Hôm nay thì anh em mình sẽ kết thúc video thăm vườn sầu riêng hôm ngày hôm nay. Hẹn mình gặp lại bà con ở video lần sau. Yeah. Bye.